chia sẻ anh em là gì nhỉ? Khi mà tham gia vào bất kỳ một cái kênh đầu tư nào thì có một thứ mà gì nhỉ? Nhiều nhà đầu tư bị vướng phải, đó là gì nhỉ? Đó là xài tiền mẹ một cách vô tội phạm. Nên nhớ rằng vốn nó có mặt chừng mực thôi. Thứ nhất là không được lao vào khi mà bản thân không có đánh giá được các cái vấn đề mà về năng lực của bản thân, về mình phải có cần thời gian mình trải nghiệm, thời gian mình va đập. Cái thứ hai là gì nhỉ? Đừng có nghĩ rằng là phải đi huy động tiền, huy động vốn về để mà gì nhỉ? Lo vào trong đấy để mà đầu tư. Ông bà có câu là nhà ăn dè hà tiện hơn mắng buôn bè bán thúng không? Thế nên là nhờ phải tập làm, tập ăn, tập tiết kiệm để mà gì nhỉ? Có được các nguồn vốn để mà phân bổ. Mà tuyệt đối trong này không có được đi mượn anh em xã đoàn và lãi suất thì cao, không là chết bỏ mẹ. Cái đấy tao chia sẻ. Ở bên ngoài xã hội có nhiều người tham gia vào bất kỳ một kênh nào giống như thấy hôm nay xu hướng của coi lên bắt đầu là gì nhỉ? Bắt đầu về huy động tiền bạc trong nhà, mới đầu bỏ ra ít đâu, sau đó bắt đầu là thử ít, xong bắt đầu nghĩ rằng mới đầu chỉ bỏ 50 triệu thôi, xong bắt đầu là gì nhỉ? Thấy bắt đầu tưởng bở ăn được tưởng bở, xong bắt đầu nghĩ rằng phải có vốn nhiều để mà đi lên. Toàn bộ những tài khoản tao đưa ra bên ngoài tao đi toàn là gì nhỉ? Từ tài khoản nhỏ đi lên lớn không? Hay là từ tài khoản lớn để ăn nhỏ, không có chuyện đấy. Mình có năng lực thì mình tài khoản nhỏ mình cũng biến thành ra lớn. Và anh em phải hiểu rõ vấn đề kế tiếp nữa là gì nhỉ? Lúc mà ăn, những cái người mà đi huy động vốn mới đầu vào cái thị trường không đánh giá được thị trường, không đánh giá được cơ hội, không đánh giá được năng lực bản thân, không hiểu rõ về các cái cách để mà quản trị các cái dòng vốn, các cái quản trị về cơ hội thì đi mới đầu ném vào ít, nhưng về sau càng lúc càng gì, nó như cái lòng tham này, đúng không? Nó càng lúc có phải hình đó nó càng lúc càng rộng ra không? Đúng chưa? Lòng tham càng lúc càng lớn, lòng tham này đi cùng với cả rủi ro lớn không? Và thì nhà con đường của bọn mày đang quay lại, nếu mà má sử dụng anh em xã đoàn mà chỉ có chết cho các con. Đúng với tạ, làm sao mình không đi tích kiệm từ những ví dụ dòng tiền lương của mình phân bổ cách hợp lý được không? Ai cũng thế, phải có những cái step từ nhỏ đi dần dần đến nhỡ sẽ bắt đầu mới lớn. Con người cũng thế, mà đẻ ra là mày biết bò biết chạy chưa? Hay là má phải đã đi từ từ? Đó, làm gì có cái chuyện má vào xong rồi sử dụng xong vốn, dòng vốn càng lớn có lợi nhuận càng lớn, không có chuyện đấy nha. Lợi nhuận là do các kỹ năng, do bản thân. Nên nhớ rằng trước khi nghĩ đến cái mà vấn đề là đi vay tiền, đi huy động tiền rồi đi cào cấu chỗ này đến chỗ khác thì phải hiểu rõ là gì ạ? Đằng sau đó vay thì có phải trả không? Trong này có lãi không? Tại sao cái lúc đi vay không nghĩ đến là lỗ? Lỗ thì lấy đéo gì ra mà trả? Có đúng không? Tại sao làm sao không biết là gì nhỉ? Tiết kiệm, không nợ nần mà có công ăn việc làm, không nợ nần mà gì nhỉ? Hàng tháng vẫn có tiền để dư ra, vậy là đã giàu chưa? Vướng vào nợ rồi, xin lỗi mày, quay qua quay lại hết một tháng đến ngày đóng lời nhanh không? Nếu mà đến ngày đấy mà không có thì anh em xã đoàn ăn ma nó giận xả cho thì đéo còn cái gì hết. Ra ngoài đời ăn thì có thể ăn bệnh được, làm có thể làm bệnh được. Tất cả mọi thứ là gì nhỉ? Má nó đều ở do miệng hết. Bệnh cũng phải là do là ở miệng không? Họa có phải do miệng không? Thế nên ta làm cái gì đó cũng phải nghĩ đến vấn đề là vay thì phải trả. Nhưng mà gì nhỉ? Lỗ rồi, không hiểu vấn đề, lỗ rồi thì có phải trả không? Hay là ra ngoài nói là em thua lỗ rồi? Đây là điều mà rất nhiều nhà đầu tư mới đầu tham gia ít, xong rồi sau được lời được một tí, xong đầu ngưỡng mẹ mắt lên, xong bắt đầu về nhà huy động thêm, xong rồi bắt đầu lỗ, xong rồi vay hết người thân, sau đó hết người thân rồi bắt đầu mới đến cào cấu bên ngoài để gỡ lỗ. Nên nhớ rằng trong giao dịch của Forex đó là nghệ thuật của vấn đề sử dụng về đòn bẩy, sử dụng về tiền, sử dụng về khối lượng,
và là nhà cần rất nhiều trong vấn đề kinh nghiệm để mà giao dịch, chứ không phải là nhà lấy tiền đè thị trường. Mày có thể đã có 100 triệu, thằng này có 1 tỷ, anh Hà có 10 tỷ, thằng này có 100 tỷ, nhưng ném vào trong thị trường, xin lỗi, có nhiều không? Như mũi bỏ bể. Đừng có nghĩ rằng tiền của mình có thể đè được thị trường, đừng có nghĩ rằng có những cái công thức ở trên bên ngoài nó nói rằng từ tài khoản 1.000 đô thì đánh 0.01 đúng không? Xong rồi tài khoản 10.000 thì đánh 0.1, đúng không? Công thức chó nào đấy. Mày bỏ ra cái số tiền, bao nhiêu cái số tiền của mày, số tiền bỏ vào thị trường bao nhiêu thì có nghĩa là tương ứng với cả rủi ro bấy nhiêu, có đúng chưa? Xong rồi nó bảo là gì nhỉ? Hôm nay nếu mà ăn thì là ăn 50%, còn lỗ thì lỗ 1%, có đúng không? Nhưng mà mày xem cái cách bọn nó đi lại ở trên thị trường có giống như vậy không? Không có giống. Ăn thì ăn 50%, lỗ thì tôi chỉ lỗ 1%. Nhưng mà thì nhà có nhìn thấy vấn đề, hôm nay lỗ, mai lỗ, hôm nay đặt lệnh, mai đặt lệnh, hôm nào cũng lỗ thì cuối cùng có ăn mất tiền không? Rồi, anh em phải nhìn đây. Ví dụ vốn 1.000 ở đây. Hôm nay thì nhờ ví dụ mày SL là 3% đi, đúng không? Vậy thì mày âm 30 đô là còn 907, đúng không? Mày SL tiếp 3% nữa là còn bao nhiêu? Nhưng mày ăn lên, mày ăn ít hơn, mày lỗ đi không? Có đúng không? Nếu mà mày ăn ở đây, xin lỗi mày, trước tiên người ta đi đầu tư, người ta không có chuyện là gì nhỉ? Lời bao nhiêu phần trăm ở trong đó mà trước khi mà người ta đi đầu tư, điều đầu tiên mà người ta nghĩ đến đó là gì nhỉ? Thứ nhất nha, phải nhớ kỹ, đó là lỗ, đúng không? Rồi bắt đầu mới nghĩ đến là gì nhỉ? Hòa vốn, có đúng không? Rồi bắt đầu mới đến là lời, có đúng không? Còn kia bọn nó nói với cả anh em là gì nhỉ? Phải có lợi vào là nhờ khi mà tôi đánh mỗi ngày phải đánh bao nhiêu lệnh, mỗi lệnh ăn bao nhiêu bit, mỗi ngày kiếm bao nhiêu tiền, có đúng không? Rồi trong một tuần có 5 ngày thì phải mục tiêu trong tuần, trong tháng, trong quý, trong năm để đạt được 1 triệu đô thì gọi đó là gì nhỉ? Quản lý vốn. Rồi lỗ thì tôi chỉ lỗ là 1-2%. Nó chỉ nhắc như vậy, nhưng đéo biết đánh là có thể bay hết đâu. Đâu thằng nào nói là gì nhỉ? Đấy là quản lý vốn. Đâu chứng minh là nó kiếm được 1 triệu đô bằng tài khoản giao dịch Forex Live bằng tài khoản giao dịch Forex Live thực tế, sâu xuất toàn bộ lịch sử ra. Đó. Đây, tao đánh đây. Mọi người phải nhìn vào trong này, lịch sử là gì? Lịch sử là quá trình mà để anh em nhìn nhận, đánh giá rõ các vấn đề về tài khoản trên thị trường. Đây, nó có giám sát đâu? Ở bên ngoài nó có giám sát đâu? Tài khoản này bao nhiêu tiền? Đi lệnh bao nhiêu? Có 50 lót đâu? Đó. Rồi, bao nhiêu tiền? 1 triệu 1 triệu 6. Có rút tiền đâu? 92 ngàn đéo đâu ra? 1 triệu 6. Bảo đưa tài khoản nó chơi 1 triệu đi. Đúng không? Bài toán này mày đưa ra chỉ là bài toán để dẫn dụ nhà đầu tư. Vậy thì lỗ đây có không? Trong lỗ thì phải tính tiếp. Lỗ gì? Nhiều nhất, đúng không? Là cái đầu tiên. Sau đó mới là đến là lỗ ít nhất, có đúng không? Rồi bắt đầu mới đến gì? Hòa vốn. Rồi bắt đầu mới đến, đây là tiếp tục ra lợi nhuận thấp nhất, đúng không? Số 4. Rồi lợi nhuận cao nhất số 5. Lợi nhuận
hay là lỗ là do bản thân. Còn nếu hiểu vấn đề này, nếu có thời gian trải nghiệm, xin lỗi, lệnh ăn thì ăn chút xíu, còn lệnh lỗ thì sao? Mắt con gầu. Rồi em nhìn vào tao đánh thì cứ bảo là ừ tại sao mà thì nhà thầy nuôi được. Mà hôm qua tao bảo đoạn đấy với tài khoản đấy, tao chấp nhận đánh một lọt có không? Còn sao? Còn anh em là gì nhỉ? Vào là gì nhỉ? Mà ăn được thì vui. Hoặc là nhà đầu tư bên ngoài, xong đến bắt đầu vừa giật lên giật xuống phát xong bắt đầu sao? Bắt đầu lại, bắt đầu ấy. Bởi vì vấn đề nhỉ? Cứ vào là nhỉ? Thứ nhất là đéo chờ được. Thứ hai là nhỉ? Chỉ thích lời. Người ta đánh thì đã xác định chưa? Phải có thời gian trải nghiệm thì mới có kinh nghiệm để mà có thể giao dịch. Thời gian trải nghiệm mà chỉ có thua lỗ thì thứ kinh nghiệm đấy là thứ kinh nghiệm thua lỗ, đéo cần phải học. Và muốn chơi được thì phải vượt qua, phải hiểu được và kiểm soát được là mình thua lỗ ở đâu, mình không vận dụng được chỗ nào, dần dần khắc phục nó rồi cuối cùng mới có thể giao dịch. Làm gì có cái chuyện mà gì nhờ giao dịch mà gì nhờ có kiến thức vào cái là đòi ra ngoài là có thể chơi. Có đúng không? Nên thay đổi hết và gì nhờ tuyệt đối bước vào chân vào bất kỳ một cái gì nhờ kênh đầu tư nào như là coin, forex, chứng khoán hay bất động sản, bất kỳ một kênh nào tuyệt đối không được đi vay mượn, mà tuyệt đối không được nghỉ là phải có công ăn việc làm nhá. Còn thích đi vay mượn mình qua gặp anh Hà, anh Hà giật like có 30 thôi rẻ đó, mày vay mày qua anh Hà này nhá, mày thấy vết sẹo lớn này à, người trong giang hồ đấy anh phải vén lên này đó. Nên nhớ là cấm được đi vay. Vợ chồng tao đây này, từ lúc khó khăn nhất cho đến bây giờ có dám đi vay không? Không hề dám đi vay đó. Anh em phải nhớ vấn đề này. Thế nên quản trị vốn, quản lý vốn là phải có thời gian để trải nghiệm, để thời gian để mà thấm, để mà hiểu. Tao dạy mày một bài mới đầu mày ngồi mày thấy nó, lúc mà mày chưa tập, mày chưa thấy tao trải nghiệm, mày thấy nó là bình thường đúng không? Nhưng mà thì nhờ tối hôm qua tao vận dụng rồi á, tối hôm thứ hai tao xử lý lại, mày thấy nó hoàn toàn khác không? Đó, anh Hà thấy nó khác không? 6 tháng trước anh Hà vào thấy nó khác không? Rồi mày 4 năm trước mày vào mày học, bây giờ mày vào học mày thấy nó hoàn toàn khác không? Một trang mới chưa? Đúng mắt nó hoàn toàn khác. Con người ta muốn đổ lỗi cho ai thì nên đổ lỗi cho mình. Muốn nói ai thì nên sờ vào gáy của bản thân mình. Mà muốn thành công được hay không, phải đặt bản thân mình vào đấy xem có làm được hay không. Chứ không phải là nhờ mình đi lấy mục tiêu của thằng khác. Mày khác hẳn thằng này không? Thằng này khác hẳn thằng này không? Làm sao mà giống nhau được? Tao là không có chuyện idol. Đúng mà đéo có idol, đéo có châm ngôn tục ngữ nào hết. Đúng mà tao chỉ có tục tím thôi. Và đấy là chia sẻ hẳn cả anh em nhá. Thế nên thành công hay không là phải xuất phát từ tư duy và sự nỗ lực. Mày ở bên cạnh tao, mày thấy tao thức khuya không? Tao dậy sớm không? Đúng mà tao chơi suốt ngày không? Mồm tao tầm bà chứ má tao ở trên này tao giao dịch tao có tao dám tầm bậy tầm bạ không? Ủa mà người ta đi người ta căn kê từng bíp từng ấy một. Hôm qua tao nói bao nhiêu lệnh tao có bảo trực tiếp bấy nhiêu lệnh cho anh em xem không? Đó, thế nên khuyên anh em rồi, mong anh em thay đổi lại. Vốn là ở đâu? Là gì nhỉ? Do bản thân mình, không phải là vậy. Nhớ kỹ, tuyệt đối không đi vay. Vay mượn, tại sao không đi làm? Sau đó thì nhờ tiết kiệm lại, sử dụng những dòng vốn lại. Thằng này đánh đã là từ 20 mấy đô lên 10 mấy k, mày sẽ đánh tài khoản nhỏ lên lớn được thì sau này hiểu vấn đề để mà xử lý được các cái mà gì nhỉ vướng phải không? Hay là em tài khoản lớn ra sau rồi nhờ dài lên nhỏ âm thì mẹ để mẹ đấy. Cái lúc mà gì nhỉ đem tài khoản lớn ra đánh lệnh nhỏ nó bị một vấn đề mọi người phải hiểu rõ. Là gì nhờ nghĩ ra tài khoản có lớn đâu, đúng mà cứ vào tiếp khối lượng. Sau đó thì nhờ đến lúc bắt đầu âm khoảng 30-40% rồi, 30-40% của 100 đô nó khác không? 30-40% tài khoản của 1.000